Mới đây, mạng xã hội được một fan dậy sóng với câu chuyện của một nữ vlogger lên ứng dụng hẹn hò Tinder để kiếm tiền. Tất nhiên, những chia sẻ về kiếm tiền này hoàn toàn không phải hành vi mại dâm, nhưng vẫn có thể xem xét trong các góc độ như một hành vi lợi dụng, lừa đảo, vượt qua giới hạn ban đầu là một ứng dụng kết bạn, hẹn hò. Và đồng thời, đây cũng có thể xem là cách mà một dạng bad girl chơi Tinder. Ok, đồng ý là Tinder hay các ứng dụng hẹn hò nói chung đã bị gắn mác không mấy tích cực từ những người vlogger như trên hay những ai đó xem đó là nơi để có những mối quan hệ độc hại. Thế nhưng, không có nghĩa Tinder hoàn toàn xấu. Tinder có những lợi ích nhất định và những người đi tìm các mối quan hệ nghiêm túc hoàn toàn có thể tìm được nửa kia của mình ở đó. Đó cũng là những gì tác giả Not a Princess muốn chia sẻ qua bài viết Tinder 101 Good Girl chơi Tinder như thế nào mà chúng mình sẽ cùng đi vào tìm hiểu trong video này. Hai phần chính được đề cập sau đây sẽ là cách để không bị vỡ mộng khi dùng Tinder và những lợi ích mà Tinder cho bạn. Ngoài ra, bạn hãy đọc kỹ hơn ở bài viết gốc của tác giả đã được chúng mình đính link ở phần mô tả video nha. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu thôi nào. Sơ yếu lý lịch Tinder. Đầu tiên, mình sẽ chia sẻ một chút về bản thân cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực mình đang nói tới để các bạn tự đánh giá mức độ tin cậy cũng như biết được người chơi Tinder loại nào mình đang hướng đến. Mình bắt đầu dùng Tinder từ khoảng giữa cuối năm 2017, lúc đó mình là sinh viên năm cuối với lịch sử tình trường sạch như một trang giấy trắng. Lần cuối mình hoạt động trên một ứng dụng hẹn hò là khoảng giữa cuối năm 2020, tính ra khoảng 3 năm. Tất nhiên, trong suốt thời gian đó, mình cũng thất thường chứ không dùng liên tục. Mỗi lần khoảng 1-3 tháng, xong lại dừng, lúc nào chán quá thì lại lên chơi. Mục đích của mình là gì? Thì ban đầu là một cô gái ngây thơ trong sáng chưa yêu ai bao giờ. Dù không nói ra nhưng mình vẫn hy vọng tìm thấy tình yêu đích thực. Dần dần thì mình cũng chỉ đơn giản là tìm thêm vài người thú vị để nói chuyện. Còn thành bạn hay thành gì thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nên mình cũng không có mục đích rõ ràng gì trong đầu cả. Tình dục đơn thuần thì hoàn toàn không nằm trong mong muốn của mình. Vì thế nên, mình tự phân loại bản thân vào thành phần good girls trên Tinder. Trong khoảng thời gian dùng thì mình có nói chuyện với rất nhiều người, nhưng thường thì không kéo dài được quá một tuần. Đa số sẽ là từ 1 đến 3 ngày. Một số ít những người mình gặp là những người nói chuyện được với mình lâu hơn và mình thấy có nhiều kết nối hơn. Tổng cộng mình gặp khoảng 10-15 người. Một nửa là gặp 1-2 lần rồi thôi. Khoảng 4-5 người mình vẫn làm bạn, vẫn nói chuyện thường xuyên hoặc là đủ thân để nhờ vả. Còn 4-5 người mình cũng chỉ tạm coi là bạn, người quen nhưng không còn nói chuyện nhiều. À, còn có một trường hợp chưa gặp bao giờ nhưng vẫn nói chuyện với nhau nữa. Như các bạn có thể thấy, mình không gặp nhiều người trong suốt 3 năm ấy, bởi có những bạn trong một tháng có khi còn gặp nhiều hơn mình trong 3 năm qua. Vậy sau một thời gian nằm vùng ở Tinder thì mình rút ra được điều gì? Để không vỡ mộng sau khi sử dụng Tinder. Thứ nhất, đừng mộng mơ. Đầu tiên, mình học được cách để không vỡ mộng sau khi sử dụng Tinder đó là thôi mộng mơ về những viễn cảnh màu hồng sẽ xảy đến. Nghe thì hiển nhiên nhưng rõ ràng sự thất vọng của đa số người dùng là do những ảo tưởng mà họ đặt ra. Coi Tinder như một thị trường thì điều cơ bản nhất bạn cần làm là nghiên cứu thị trường. Việc đa số người dùng Tinder để tìm các mối quan hệ không chính thức hay bạn tình giờ đã là một sự thật khá hiển nhiên mà ai cũng biết. Nếu như bạn không tìm những mối quan hệ như vậy, thì bạn cũng không nên quá ngạc nhiên khi tương hợp với những thành phần đó hay là đọc bio thấy toàn tìm bạn tình hay tình một đêm. Không mơ mộng không có nghĩa là bạn không thể tìm được một người phù hợp để xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc hay đơn giản là nói chuyện làm bạn. Nhưng bạn cần ý thức được về tỷ lệ những người như vậy so với thành phần còn lại là bao nhiêu, từ đó đặt kỳ vọng hợp lý về việc tìm kiếm của mình. Nếu cảm thấy xác suất quá thấp, không đáng để đầu tư thời gian, đừng thải Tinder về để rồi thất vọng. Còn nếu cảm thấy dù thấp, nhưng có còn hơn không, thì hãy cứ kiên trì tìm kiếm. 2. Biết mình muốn gì và biết người muốn gì. Thứ hai, hãy chú ý nhận thức về việc mình muốn gì và người ta muốn gì. Có một kiểu người rất dễ bị tổn thương trên Tinder, đó là những người không biết mình muốn gì. Và nếu bạn có ít kinh nghiệm với người khác giới nữa thì thật là một kết hợp nguy hiểm. Với những người tìm bạn tình, tình một đêm, thì câu chuyện khá là đơn giản vì những mối quan hệ này không dính dáng nhiều đến tình cảm nếu như theo đúng định nghĩa của nó.
Còn đối với những bạn tìm các mối quan hệ nghiêm túc, có thể các bạn sẽ thường xuyên phải thất vọng hơn. Nhưng nếu bạn thực sự kiên định vào mục tiêu của mình, những bạn này sẽ từ chối những đối tượng không có chung chí hướng và lọc họ ra. Như vậy, sẽ chỉ có chuyện hợp hay không hợp, chứ không có chuyện ai lừa dối ai hay đặt kỳ vọng sai lầm vào ai. Với những người không biết tôi là ai và đây là đâu, họ sẽ rất dễ bị cuốn theo chiều gió. Các bạn thiếu đi bộ lọc và có xu hướng đón nhận bất cứ điều gì có vẻ không tệ lắm đối với mình. Thấy một ai đó mặt mũi ổn ổn, nói chuyện hợp hợp và bạn có thể bị cuốn theo bất kỳ trò chơi nào mà họ bày ra, dù chưa dành thời gian để nghĩ xem trò nào phù hợp với mình. Đó là tình huống của những bạn thích ai đó, nhưng người ta mời là bạn tình cũng gật đầu, rồi nuôi hy vọng một ngày người đó nhận ra chân ái. Hay là những bạn tìm tình yêu đích thực, nhưng thấy tình một đêm, tình mập mờ thì cũng vui vui, nên thử xem nó là cái gì. Hay cả những người vứt mình vào những mối quan hệ ngắn hạn để tạm khỏa lấp nỗi cô đơn dài hạn, hay che giấu niềm tin đã mất nơi tình yêu. Rồi một ngày, bạn sẽ giật mình tỉnh giấc nhận ra, mình chẳng còn là mình nữa. Vì mối quan hệ là hai chiều, nên ngoài việc xác định nhu cầu bản thân thì cũng cần trang bị một vài kỹ năng để đọc được đối phương muốn gì. Nhiều khi mình chắc kèo là tình yêu đích thực, nhưng hóa ra người kia là chỉ muốn trên tình bạn dưới tình yêu. Thất vọng và mất thời gian đôi bên, cũng không vui vẻ gì. Cái này thì cần chút tình ý. Có một mẹo mình thấy các bạn có thể dùng, đó là hỏi thẳng. Tinder có thể nói là môi trường cởi mở, cùng là người dùng với nhau nên chẳng ai đánh giá bạn ế hơn mình, hay mình ế hơn bạn, hay ai có nhiều liêm sỉ hơn cả. Ngoài việc thỉnh thoảng cũng thấy vài gương mặt thân quen ra, thì Tinder vẫn là một nền tảng ảo. Mọi người khá thoải mái chia sẻ mục đích qua chiếc màn hình. Ít nhất là mình thấy các bạn nam là như vậy. Cũng là để tiết kiệm thời gian, không hợp nhau thì tranh thủ quẹt tiếp. Thế nhá, cứ tìm cơ hội thích hợp trong cuộc trò chuyện, hỏi thẳng hoặc thăm dò, có gì còn biết đường quay đầu. Tinder có ích gì cho mình? Thứ nhất, bóp sự tự tin cực mạnh. Những bài học cảnh tỉnh thì là vậy rồi. Thế Tinder có ích gì cho mình sau khi mình thực sự nghiêm túc sử dụng nó? Có thêm sự tự tin chắc chắn là thứ đầu tiên mà mình nhận được sau khoảng thời gian này. Mình là một đứa con gái khá bình thường, kiểu mà ra đường không ai để ý. Mình không nghĩ bản thân quá tệ về cả ngoại hình hay tính cách, nhưng không có gì nổi bật cả. Mọi thứ đều biết một ít, nhưng không giỏi cái gì. Nói chuyện thì nhạt nhẽo. Và việc 23 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai khiến sự tự ti của mình dâng trào, làm sự rụt rè sẵn có tăng theo cấp số nhân. Mình nhớ giới thiệu bản thân hồi đầu của mình trên Tinder, mình viết gì đó đại loại là ở trên này để xem có đủ xinh để được quẹt phải không. Không phải viết cho hay mà mình nghĩ thế thật. Sau khoảng một ngày online và thấy có hơn 99 người nhấn nút like là điều đầu tiên khiến mình cảm thấy tự tin hơn hẳn về ngoại hình của bản thân sau một thời gian dài. Sau khoảng một năm thì mình tương hợp với một anh, là người đầu tiên trong đời thật sự nói thích mình và mình biết là đã dành kha khá tình cảm cho mình. Mình cũng không có ấn tượng mạnh về anh, chỉ biết là cũng tốt và lịch sự, không phải kiểu gạ gẫm gì. Tuy sau cùng cũng không đến đâu vì mình vẫn không thấy gì đặc biệt dù anh rất tốt, nên cả hai đồng ý làm bạn trong hòa bình. Dù sao thì đó cũng là một cú hích cho sự tự tin của mình. Mình luôn biết ơn anh vì khi đó đã dành tình cảm cho đứa nhạt nhẽo như mình. Mình tin là khi bạn cảm thấy tự tin, bạn sẽ có sức hút hơn trong mắt người khác. Thứ hai, cải thiện khả năng giao tiếp. Đúng là Tinder đã giúp mình cải thiện khả năng giao tiếp. Có thể những người nói chuyện với mình bây giờ sẽ cảm thấy mình không đến mức nhạt nhẽo. Nhưng không phải mình khiêm tốn khi nói mình nhạt nhẽo đâu. Mình không phải người được tự nhiên ban tặng khả năng nói chuyện lôi cuốn, tự tin, lay động lòng người. Và giờ vẫn vậy. Tất nhiên, không phải ai sinh ra cũng để làm danh hài. Với người bình thường thì bạn chỉ đủ khả năng bắt sóng câu chuyện, trau dồi kiến thức phong phú, cập nhật ngôn ngữ giới trẻ chút là ổn rồi. Nhưng để được như vậy thì không thể thiếu việc luyện tập. Tinder là nơi giúp mình có cơ hội nói chuyện với nhiều kiểu người khác nhau, là nơi có quyền thử và sai mà không sợ bị đánh giá. Thua kèo này thì ta lại hủy tương hợp và làm lại, hơn việc ngoài đời đứng trước mặt người ấy đâu có lần thứ hai để thử phải không? Thứ ba, gặp nhiều bạn mới. Gặp nhiều bạn mới không hoàn toàn là đặc sản từ Tinder vì hàng ngày bạn đều có rất nhiều cơ hội gặp nhiều người thú vị. Tuy nhiên, cá nhân mình thì gặp trên các ứng dụng này nhiều hơn, nhất là sau khi đã đi làm. Ngoài công ty và bạn bè gia đình thì chẳng mấy khi làm quen thêm với ai cả. Mình cũng đọc được ở đâu đó một câu là bạn sẽ thoải mái trò chuyện hơn ở nơi mà mọi người đến đó cũng vì mục đích giống bạn. Có thể khái quát, các ứng dụng hẹn hò sinh ra để mọi người làm quen người mới, dù đằng sau đó họ làm quen vì mục đích gì đi chăng nữa.
Bạn mình hay nói rằng cứ sống như một người bình thường và như vậy là quá đủ cơ hội để có thể tìm được một ai đó rồi. Mình không phủ nhận điều này, nhưng với đa số người, đặc biệt là người hướng nội như mình, nếu không tìm được ai hợp ý trong các môi trường, trường học, nơi làm việc, bạn bè ngoài trường học hoặc hàng xóm, người quen của gia đình thì khó có thể có một mối quan hệ lãng mạn. Mình có nghe mấy câu chuyện tình bắt nguồn từ đi cà phê mà gặp, nhưng rất hiếm và khả năng thành công cũng không cao. Bởi không mấy ai ngồi cà phê để đợi được làm quen cả, đa số sẽ không có sự chuẩn bị tinh thần trước, nên sẽ rất bối rối nếu may mắn được ai đó để ý nơi công cộng. Chưa kể chẳng biết đối phương là ai, khó mà tin tưởng để trao đổi thông tin cá nhân. Ứng dụng hẹn hò là thứ giải quyết được vấn đề này. Bạn biết chắc tất cả người dùng ở đây đều dành thời gian để nói chuyện tìm hiểu, làm quen với người mới. Và những ai tương hợp với bạn, nghĩa là họ có hứng thú với bạn vì một lý do nào đó. Không ai cảm thấy là đang làm phiền ai cả. Kết bài. Tụ chung lại, trên đây là tất cả những gì mà mình, ở vị thế tự nhận là một good girl, chơi Tinder để tìm kiếm những mối quan hệ nghiêm túc, rút ra được và học hỏi được sau quá trình 3 năm sử dụng những ứng dụng hẹn hò này. Hy vọng những chia sẻ này sẽ hữu ích với các bạn, dù bạn có đến với Tinder với mục đích gì. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên subscribe kênh của Spyroom để đón xem những video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.